Sau đây là hình ảnh nữ quân nhân một số nước trên thế giới trong lễ duyệt binh để diễu binh. Các bạn thấy yêu thích nước nào nhất? Hãy bình luận bên dưới nhé. Và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ kênh nhé. Thank you.
Thank you.
Let's go.